Xin chào mọi người, mình là Khánh. Hôm nay mình xin phép được giới thiệu đến các bạn mẫu đĩa cảnh sứ vẽ vàng được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Sản phẩm với cái họa tiết là hình ảnh mã đáo thành công. Đây là dòng sản phẩm sứ trắng cao cấp với họa tiết được vẽ hoàn toàn thủ công bằng tay. Cỡ đĩa các bạn đang thấy trong video là cỡ đĩa đường kính 30 cm, nền vàng gớm bày đĩa cảnh mã đáo thành công trong nhà với mong muốn cho công việc của chúng ta luôn luôn thuận lợi suôn sẻ và trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn đạt được mọi điều theo chúng ta mong muốn nếu như quan tâm đến sản phẩm thì rất mong mọi người liên hệ trực tiếp qua số điện thoại đang được đặt ở bên trên video để được tư vấn chi tiết về sản phẩm sản phẩm chúng tôi ship toàn quốc ship toàn quốc ngoài sản phẩm đĩa cảnh chúng tôi có tất cả những cái sản phẩm gốm xứ của bát tràng các bạn nếu như mà quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào của bát tràng thì có thể liên hệ qua số điện thoại đang được đặt bên trên video chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn những sản phẩm mà các bạn yêu thích hoặc các bạn đang có nhu cầu nếu thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người hãy đăng ký ủng hộ kênh cảm ơn mọi người rất nhiều xin chào